Quyển 62, thứ 6, Tamma Hí Địa, phần 1. Như vậy ta đã thuyết quyết trạch có tầm, có tứ, bà địa. Này ta sẽ thuyết quyết trạch Tamma Hí Đà Địa. Đó là một đặc giả là nhiều tùy phiền não nhiễm ưu tương tục, không thể chân tránh chứng tâm tánh nhất cảnh. Sao gọi là nhiều tùy phiền não? Đó là có xiểm cuống kiểu trá, không tạm không quý, bất tín giải đãi, vọng niệm bất định, ác huệ trì trệ, tạp loạn, hành thú hướng làm tiền dẫn, xả ách viễn ly, không khảm cung kính điều đã học, không đoái nghĩ đến việc của sa môn, chỉ vì cầu kế sống, không vì cầu niết bàn mà xuất gia. Xiểm tự mình phạm lỗi trái vượt mà không thể đối trước đại sư, người trí đồng phạm hạnh như thật phát lộ. Cuống không chân thật, hiện bản chất mình, kẻ kia thật không có đức mà muốn khiến người khác, người trí đồng phạm hạnh biết mình có đức. Kiểu ở nơi tăng thượng giới hủy phạm giới luật, hoặc ở nơi quỹ phạm hủy phạm quỹ phạm, do người thấy nghe nghi và cử tội kia liền dùng sự việc khác giả dối nương vá sự việc khác, hoặc dùng lời khác để dẫn dụ như kinh đã rộng thuyết. Đây do lực xiểm cuống tăng thượng vậy, trá vì sợ người hoặc vì đối với người có sự mong cầu, tuy đã hủy phạm nặng mà không phát lồ, cũng không hiện hạnh phát lồ, ý vui không thật, rồi trá hiện hành hai nghiệp thần ngữ khéo diệu, nhu nhuyến cung kính thân ái đối với người có trí đồng phạm hạnh, không tàm không quý, vì quán mình hoặc quán người không biết hổ thẹn nên suy nghĩ việc hủy phạm, phạm rồi không thể như pháp ra khỏi xà lìa, hàm tích vô số đấu tranh kiện tụng, bất tín đối với Phật pháp tăng, tâm không thành tịnh, đối với khổ tập diệt đạo không sanh khởi thuận theo, giải đãi chấp ngủ nghỉ, nằm yên làm vui, để ngày đêm trôi qua uổng phí, xả bỏ các phẩm thiện, vọng niệm ở nơi việc làm, lời nói đã lâu, không thể tùy nhớ nghĩ, không thể khiến nhớ lại, không giữ gìn căn mồn, không an trụ chánh biết, bất định, đối với định của địa dưới đến tác ý cũng chẳng thể đắc, ác huệ trụ kiến thủ của mình, chấp bất bình đẳng, khó xả nói năng luận bàn. Trì trệ không mẫn tiệp thông lợi, cũng không sáng suốt, cũng chẳng tự chủ hành vi, chẳng thể đem thân để hầu cận các bậc có trí đồng phạm hạnh, tạp loạn vui sống hỗn tạp cùng chúng tại gia và xuất gia, lại vui tầm tư các ác bất thiện, tầm tư các dục, cho đến nhiều tầm tư, nhiều tùy tầm tứ, tùy quan sát tương ứng với thế tục, hành thú hướng làm tiền dẫn, sở hữu lợi dưỡng như y phục hoặc thọ của đại chúng tăng, hoặc thọ riêng của người hoặc thỉnh cầu tăng và thọ nhận riêng của người đều gọi là thú hướng. Nếu các bí xô phát khởi hiện hành những việc như vậy trước tiên gọi là hành thú hướng làm tiền dẫn, xả ách viễn ly, không sanh vui muốn nơi hạnh xa lìa giới hạn ngọa cụ, xa lìa chúng ác, xa lìa người chỉ sống tương tợ, nơi thất tịch tĩnh, xa lìa xả bỏ, không kham cùng kính các học xứ, khi gặp nguy nạn liền xả bỏ học xứ, chẳng bỏ thân mạng, chỉ cầu vui thân và thọ mạng, không thể tùy hộ sở hữu các học xứ, không đoái nghĩ đến việc của sa môn, vị thối chuyển nếu xả bỏ các học xứ thiện, hoặc vi phạm các giới luật, hoặc hành các pháp ác, bên trong thối giữa cho đến thật chẳng phải phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh, hà huống mong cầu tám thánh đạo tri chứng quả sa môn, chỉ vì kế sống không vì cầu niết bàn mà xuất gia, hoặc bị vua bức bách, hoặc bị giặc cướp bức bách, hoặc bị người có sức mạnh hơn bức bách, hoặc bị khủng bố bức bách, hoặc vì thiếu thốn tiền của e ngại sinh nhai khó mà cầu xuất gia, không vì tự điều phục, tự tĩnh lặng, tự bát niết bàn mà cầu xuất gia. Nên biết trong đây nương đồng phạm hạnh cùng sống chung mà có trái phạm, thì phát khởi bốn tùy phiền não đầu tiên. Nương tăng thượng giới mà có trái phạm, thì phát khởi không tàm không quý. Nương tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ mà có trái phạm, thì phát khởi các tùy phiền não, từ bất tín cho đến ác tuệ. Trong đây bất tín, giải đãi, nương phạm đủ cả ba tăng thượng mà khởi. Vọng niệm tán loạn nương phạm tăng thượng tâm mà khởi, ác huệ nương phạm tăng thượng tuệ mà khởi, được bất tín và giải đãi tăng thượng thì phát khởi trì trệ tạp loạn hành thú hướng làm tiền dẫn và xả ách viễn ly, được thất niệm đoạn tâm và ác huệ tăng thượng thì phát khởi không kham cùng kính các học xứ, không đoái nghĩ đến việc của sa môn, chỉ mong cầu kế sống không vì niết bàn mà xuất gia. Lại nữa, có ba chủng Bồ Đạc Già La nương ba điều khiến dẫn phát các tùy phiền não. Sao gọi là ba chủng Bồ Đạc Già La? Một, kẻ nương chánh pháp mà xuất gia.
hai kẻ tại gia thọ dụng dục, ba kẻ ngoài chánh pháp mà xuất gia. Sao gọi là ba điều khiến dẫn phát tùy phiền não? Một, Bồ Đạc Xà La thứ nhất, nương phóng giận khiến dẫn phát tùy phiền não, đây lại có hai chủng. Hoặc vì nương y phục lợi dưỡng cung kính mà bên trong hư vọng hiện mình có đức, tự nói đức mình vượt hơn pháp người, hoặc lại nương người bậc có trí đồng phạm hạnh, dùng thuật ngữ ý bức bách giá hại, tổn não hủy nhục. Hai, Bồ Đạc Xà La thứ hai, nương đắm trước dục khiến dẫn phát tùy phiền não, kẻ kia do nhân duyên thọ dụng các dục, đắm trước các dục, nương thần ngữ ý hành ba ác hạnh. Ba, Bồ Đạc Xà La thứ ba, nương tà hạnh khiến dẫn phát tùy phiền não, đây được có ba chủng. A, đuổi theo xa lìa. B, đuổi theo ổn não. C, đuổi theo học xứ mà phát khởi tùy phiền não. Đuổi theo xa lìa mà phát khởi tùy phiền não, các ngoại đạo vì sở hữu vật chất mà đuổi theo xa lìa, bị năm cái che đậy nội tâm, hoặc vì trụ nơi khổ, thân tâm lãnh thọ các khổ não, hoặc vì xa lìa đối trị phiền não, do lìa năm căn là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Do kẻ kia trụ nhiễm ổ như vậy, trụ khổ não như vậy, không đối trị năng trừ nhiễm ổ như vậy, gọi là đuổi theo các tùy phiền não xa lìa. Đuổi theo ổn não, ổn não mà phát khởi tùy phiền não, mỗi mỗi tự kế chấp dị kiến, dị dục, nói bàn, chống đối lẫn nhau, kiến lập, phẩm mình, phẩm người sai khác, rộng khỏi phẫn hận cho đến xiểm cuống, đây gọi là đuổi theo các tùy phiền não ổn não. Đuổi theo học xứ mà phát khởi tùy phiền não, quán mình người hiện hành các tội mà không biết hổ thẹn, vi phạm giới luật, trái vượt giới luật, đây gọi là đuổi theo các tùy phiền não tăng thượng giới học. Nếu đương theo đẳng trí thế gian ở nơi thấp kém mà kế chấp cho mình là hơn, hoặc ngang bằng mà kế chấp cho mình là hơn, nên tâm sanh cao ngạo, đây gọi là đuổi theo các tùy phiền não tăng thượng tâm học. Nếu ít lắng nghe, không thể quán sát sở hữu thiện pháp, đây gọi là đuổi theo các tùy phiền não tăng thượng tuệ học. Tất cả như vậy gọi chung là hành phi pháp, hành không bình đẳng. Do nghĩa chẳng thiện gọi là hành phi pháp, nghĩa quả chẳng đáng yêu thích gọi là hành không bình đẳng. Lại nữa, người quán hành tu tập 10 biến xứ năng làm 5 việc. Những gì là 5? Một, do tu tập địa biến xứ cho đến bạch biến xứ, năng dẫn phát sự hóa hiện, sự biến hiện của các thánh thần thông. Hai, do tu tập không vô biên xứ, nhất thiết xứ, năng dẫn phát đến đi vô ngại của các thánh thần thông. Ba, do tu tập thức vô biên xứ, nhất thiết xứ, năng dẫn phát các công đức thù thắng, vô chánh, nguyện trí, vô ngại giải. Bốn, do thức vô biến xứ thành tựu viên mãn, năng thành tựu trọn vẹn vô sở hữu xứ giải thoát và phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. Năm, do nhận thành tựu viên mãn đây, năng chứng nhập tưởng thọ diệt giải thoát, nhiếp thuộc, trụ thủ thắng hơn cả. Lại do thức vô biên xứ, vô biên vô lượng hành truyền biến hiện hoàn mãn, cho nên quá đây không lập biến xứ. Thắng xứ biến xứ là các giải thoát, năng thành tịnh đạo. Lại các giải thoát là do chỗ hiền sở trì chướng giải thoát, do đầy thành phần và độc giác ở nơi sở trì chướng tầm được giải thoát. Lại nữa, người tu đẳng trí có ba tướng ái vị đẳng trí. Một, hoặc đã chứng đắc đẳng trí, từ định xuất rồi kế chấp cho là đã thành tịnh, nên khả hân, khả lạc, khả ái, khả ý, tùy niệm ái vị. Hai, hoặc chưa chứng đắc, hoặc đã chứng đắc, vì vị lai lực ái vị tăng thượng nên sanh khởi ái vị truy cầu hân lạc. Ba, hoặc đã chứng đắc mà kế chấp cho là thành tịnh, nên khả hân, khả lạc, nói rộng cho đến hiện hành ái vị. Hoặc từ định xuất năng sanh ái vị, hoặc đang tại định không có ái vị, nói ái vị tức ở trong đầy sanh tham trước đầy khắp. Lại nữa, các pháp địa dưới nếu sanh địa cao hơn thì không được hiện tiền. Nếu người ly dục sanh ở địa dưới thì các pháp địa trên vẫn hiện tiền. Nếu người tâm bất định chưa ly dục sanh địa dưới mà khởi ái vị đối với địa trên thì nói ái đầy hệ buộc dục giới, nên biết ái đầy hoặc là nhiễm ô hoặc là không nhiễm ô. Sao gọi là nhiễm ô hoặc sanh tâm? Ta này làm sao sẽ chứng đẳng trí hỷ lạc rộng lớn như thế? Nếu chứng đắc rồi, ta sẽ ái vị như thế như thế. Hoặc ta làm sao sẽ được sanh địa trên thường hằng bất biến, nên biết đây là ái nhiễm ô. Sao gọi là không nhiễm ô? Nếu có người khỏi tâm trên cầu đi dục và vui thích tịch tĩnh chứng nhập địa trên, nên biết ái đây là không nhiễm ô. Lại có ba chủng đoạn diệt các pháp. Một, đoạn diệt đối trị. Hai, đoạn diệt hiện hành. Ba, đoạn diệt xả bỏ.
Chỗ hiển hiện của các sự phiền não là đoạn diệt thứ nhất, chỗ hiển hiện của các hành sanh diệt là đoạn diệt thứ hai, hoặc sanh ở địa trên, hoặc nhập vô dư y niết bàn dưới, chỗ hiển xả bỏ các hành địa dưới và tất cả hành là đoạn diệt thứ ba. Lại thoái có ba chủng: một, chưa đắc pháp thoái; hai, đã đắc pháp thoái; ba, đang tập hành pháp thoái. Lại nương các phần cận định thế gian, nếu là đạo phương tiện, nếu là đạo không gián đoạn, nếu là đạo giải thoát, hoặc vì đoạn diệt, hoặc vì chứng đắc mà tu tập, kia ở nơi sở duyên, hoặc quán quá thất, hoặc quán tịch tĩnh, tức là quán quá thất của địa dưới, quán tịch tĩnh của địa trên, nếu là đạo thắng tiến, nên biết kia ở nơi sở duyên biến mãn, hoặc kia là duyên vô lậu. Lại nữa, các phần cận nhiếp sáu chủng tác ý là tác ý liễu tướng cho đến tác ý gia hạnh cứu cánh, trong đầy tác ý thắng giải và tác ý liễu tướng nhiếp thuộc đạo phương tiện, tác ý sai lìa và tác ý gia hạnh cứu cánh nhiếp thuộc đạo không gián đoạn, tác ý nhiếp lạc nhiếp thuộc bốn chủng đạo, tác ý quán sát nhiếp thuộc đạo thắng tiến. Hỏi: duyên cớ nào thuyết người tu tịnh lự cảnh giới tịnh lự không thể nghĩ bàn? Đáp: người tu tịnh lự đã khéo tu tập sửa trị, gọt rũa tâm nên thành tựu tướng như vậy. Vì đức thế lực tùy chỗ muốn đều năng thành tựu trọn vẹn, không phải không như ý. Vì pháp tánh lẽ vậy cho nên nói đạo tầm tư của vị kia không thể nghĩ bàn. Lại có hai dạng người tu tịnh lự ở nơi một việc cùng hiền pháp biến hiện thắng giải thần thông đều được tự tại, nhưng hai thần thông đây bị chướng ngại lẫn nhau. Hai thần thông đây không sai lệch nhiều, không che khuất nhau. Một người ở nơi việc đầy thần thông được vô ngại, như ý muốn đều năng biến chuyển, hiển phát thần thông về sau không bị gián đoạn. Thần thông của người còn lại bị chướng ngại, trong đây nên biết nhân duyên thế nào do uy đức thế lực của hai người kia thải đều như nhau, đồng thời phát khởi biến hiện thần thông, nhưng sở tác không giống nhau, tức là sở dục tạo tác thần thông làm nên sự việc của họ không giống nhau nên có sự sai khác. Lúc hai thần thông đây cùng bị chướng ngại, bấy giờ một người tác ý tư duy: nhân duyên nào thần thông đây hiện đang bị chướng ngại, ta sắp thối thất định vô ngã ư? Một trong hai người đang định ở nơi sự việc đây chuyển khởi tâm khác, người đang định còn lại ở nơi sự việc đây khỏi tâm lớp lớp chuyên chú không tán loạn, nên sở phát thần thông không bị chướng ngại, tùy lực thần thông chuyển biến như ý. Nếu hai thần thông uy đức không như nhau, tùy theo người có uy đức vượt hơn sẽ thành tựu. Nếu hai thần thông uy đức như nhau thì người giữ vững tác ý ban đầu thành tựu, chẳng phải người còn lại. Lại người tu tịnh lự có bốn chủng: một, người nương phần cận định mà tu tịnh lự; hai, người nương định nhiễm ô mà tu tịnh lự; ba, người nương định thế gian mà tu tịnh lự; bốn, người nương định xuất thế gian mà tu tịnh lự. Lúc vận chuyển tu định ở nơi sáu tác ý, từ tác ý liễu tướng cho đến tác ý gia hạnh cứu cánh, nên biết người tu tịnh lự thứ nhất có ái thượng tịnh lự, nói rộng cho đến người tu tịnh lự thứ hai có nghi thượng tịnh lự. Nếu người tu tịnh lự thứ ba trụ thiện tịnh lự thế gian khác, đó là năng dẫn phát hiện pháp lạc trú, tác ý vô lượng công đức thế gian, lại năng dẫn phát du hí thần thông. Nếu người tu tịnh lự thứ tư chỗ hiển phát tịnh lự thuận phần quyết trạch nhiếp thọ không vô tướng vô nguyện giải thoát môn. Lại nữa, vô tưởng đẳng trí phải nói chỉ là hữu lậu, diệt tận đẳng trí phải nói là vô lậu, vì không tương ưng cùng phiền não, vì chẳng phải tương ưng với phiền não, vì không sở duyên của phiền não, vì chẳng phải chỗ sanh khởi của các phiền não, là xuất thế gian, vì chẳng phải sở hành của tất cả dị sanh, chỉ trừ Bồ Tát đã nhập viễn lì địa. Bồ Tát tùy năng phát khởi pháp xuất thế khiến hiện tại tiền, nhưng do lực phương tiện thiện xả nên không xả phiền não. Lại đẳng trí đây phải nói nhiếp thuộc phi học phi vô học, vì chẳng phải chỗ hành, vì tựa như niết bàn. Lại nữa, này giải thích kinh tùy thần niệm, đó là bí xô hành tâm thanh tịnh có bốn chủng tùy phiền não: một, vi phạm giới cấm; hai, tán loạn tầm tư; ba, giữ gìn đắm trước nội thân; bốn, giữ gìn đắm trước ngoại cảnh. Vi phạm giới cấm do môn ưu sầu hối hận đang chướng ngại đối với tàm ma điện; tán loạn tầm tư do ba chủng môn: một, do môn tùy nhớ nghĩ cảnh quá khứ khiến tán loạn; hai, do môn nương trọng cử lưu tán, thấy ác nghe ác nói ác hành ác, chỉ thích nghe nghĩ khiến tán loạn; ba, do môn thường xuyên tập giữ gìn thế lực đây khiến tán loạn. Giữ gìn đắm trước nội thân, do môn ở nơi sanh tử
không thấy nhàm chán họa họa. Giữ gìn đắm trước ngoại cảnh, do muốn ở nơi cảnh vị lai thấy hân lạc. Trong đây vì muốn đối trị phiền não, đầu tiên phải tu một tác ý là tác ý chánh biết. Vì muốn đối trị tùy phiền não thứ hai, phải tu ba tác ý. Một tác ý sở duyên tương ương kia, hai tác ý phân biệt rõ ràng tướng kia, năng đối trị tầm tư kia, ba tác ý điều luyện tâm nương gá kia. Vì muốn đối trị tùy phiền não thứ ba, phải tác ý tu tập gom nhóm tụ rảnh mạch. Vì muốn đối trị tùy phiền não thứ tư, phải tác ý tu tập bất tịnh. Lại vì tu tập, nhiều tu tập tác ý đầu tiên năng đoạn trừ vọng niệm. Vì tu tập nhiều tu tập tác ý thứ hai năng đoạn trừ hai chủng tham dục, là giữ gìn đắm trước nội thân và giữ gìn đắm trước ngoại cảnh. Vì tu tập nhiều tu tập tác ý thứ ba năng đoạn trừ sở hữu tán loạn do ác kiến. Vì tu tập nhiều tu tập tác ý thứ tư năng đoạn sở hữu tán loạn do thế lực thường xuyên giữ gìn các việc trước kia. Vì tu tập nhiều tu tập tác ý thứ năm năng đoạn tưởng hữu tình thần tịnh. Vì tu tập nhiều tu tập tác ý thứ sáu năng đoạn bốn tham là tham sắc, tham xúc, tham hình dáng và tham hầu hạ. Như vậy đấy, tu tập tác ý làm chỗ nương sẽ đoạn trừ tùy phiền não, tâm đạt đến chánh định, chứng đắc phần cận sát căn bản định thủ thắng, lại năng chứng đắc có hỷ ly hỷ an lạc thành tịnh. Lại tâm nương chánh định như vậy nên như thật rõ biết hữu tình địa trên tánh vô thường và các hành tánh vô thường. Sao gọi là rõ biết hữu tình tánh vô thường? Vì đắc thiền nhãn thanh tịnh vượt hơn người nên thấy các hữu tình cho đến nói rộng. Sao gọi là rõ biết các hành tánh vô thường? Vì năng tác ý tùy nhập quá khứ vị lai hiện tại duyên sanh trí. Lại tùy thần niệm đầy nương ba xứ, một nương tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học mà tu tập sửa trị nghiệp địa. Hai nương tăng thượng tâm học và nương tăng thượng tuệ học vì muốn đoạn trừ dư tàn của các kiết. Ba y chỉ tu tập sở hữu tất cả pháp bồ đề phần, đó là bốn niệm trụ. Lại do ba nhân duyên nên không cùng chung với tất cả ngoại đạo sa môn bà la môn. Một vì ở nơi tu trị nghiệp địa từ đường phiền mãn. Hai vì ở tụ samatha không có ái vị. Ba vì đối với bát niết bàn là chỗ mà lửa phiền não không thể sanh khởi được, tầm theo đuổi vui thích. Vì nhân duyên thứ nhất làm chỗ nương nên càng bốn quả thành tịnh. Một ở nơi thôn xóm thế tục là chỗ phiền não phát sanh mà không nhiễm. Hai ở nơi a lan nhã trốn không nhàn, chỗ phát sanh phiền não mà không nhiễm. Ba ở nơi a lan nhã thôn xóm, chỗ phát sanh phiền não mà không nhiễm. Bốn ở hai nơi ấy là nơi không thể kham nhẫn khổ phiền não gì chảy mà không nhiễm. Vì nhân duyên thứ hai làm chỗ nương nên cảm năm quả thanh tịnh, đó là bốn chủng tịnh lực thanh tịnh và tịch tĩnh giải thoát. Vì nhân duyên thứ ba làm chỗ nương nên cảm chín quả thanh tịnh, đó là ba quả ban đầu và sáu thần thông. Lại tùy thân niệm đầy nhất thuộc năm chủng thanh tịnh: một vì bất định địa thanh tịnh, hai vì định địa thanh tịnh, ba vì nhiếp thanh tịnh, bốn vì bất cộng thanh tịnh, năm vì quả bất cộng thanh tịnh. Lại vì đuổi theo thần chuyển vì kia nhiếp thọ nên gọi là tùy thần niệm. Lại nữa, này sẽ giải thích kinh Maha câu sắt chỉ là giải thoát có hai, một là tuệ giải thoát, hai là tâm giải thoát. Trong đây, nương tuệ giải thoát đó là sở hành của tuệ thế gian, nên biết tức là kiến lập ác hạnh, thiện hạnh, kể cả nhân duyên của kia, thể tánh của kia, nên biết tức là chánh trí như thật về thể tánh thiện, bất thiện, sai khác của ác hạnh, thiện hạnh, kể cả nhân duyên của kia. Lại nương tâm giải thoát, đó là chỗ nương của tâm nhiễm tịnh, nên biết tức là năng nắm giữ, nếu biệt cảnh giới sắc. Lại quả của tuệ giải thoát thế gian, tâm giải thoát, nên biết tức vị ở nơi tương ưng, xen lẫn nhau của kia ra khỏi tạp nhiễm loại hạ, thì lực tuệ giải thoát tăng thượng. Sở hành của tuệ xuất thế gian nên biết tức là do tuệ thế gian và do lực tâm giải thoát tăng thượng. Như thật rõ biết tất cả cảnh giới đức là quả của tuệ giải thoát xuất thế gian. Tâm giải thoát nên biết tức vì vượt khỏi tất cả chủng loại tạp nhiễm. Trong đây hoặc tuệ thế gian hoặc tuệ xuất thế gian được chung là một gọi là chánh kiến. Nhân duyên có chánh kiến nên biết, tức là có Phật ra đời, được lắng nghe chánh pháp, tư duy không điền đảo. Lại tướng quả chánh kiến xuất thế gian nên biết tức vì trước sau thường vậy, vì không chỗ đối ngại vậy. Hoặc pháp sở trị có sanh rồi không diệt, hoặc pháp sở trị không diệt rồi có sanh,
Pháp kia gọi là có chỗ đối ngại, hoặc pháp sở trị, hoặc có hoặc không, hoặc sanh chẳng sanh. Thường thời là có, sau kia gọi là không chỗ đối ngại. Lại tức quả đây do lực tâm giải thoát tăng thượng, cho nên ở nơi tự sở hành và sở y kia được thanh tịnh. Nên biết tức là vì lực tâm thanh tịnh tăng thượng. Vì đối với cảnh giới sở hành của các sắc căn không sanh tạp nhiễm và khiến các căn thuận thanh tịnh, lại trụ tâm giải thoát. Nên biết tức là thọ cùng với noãn chuyển chuyển đương nhau phụ thuộc nhau mà trụ. Lại thế gian và xuất thế gian đây, hai chủng quả giải thoát sai biệt, nên biết tức là trong các thọ và trong nhân duyên, kẻ có si ái về sau hậu hữu sẽ sanh, kẻ không si ái về sau hậu hữu không sanh. Lại vì kia xen lẫn nhau mà cùng tương ưng, nên kia năng nương tựa tâm pháp thành tịnh. Nên biết tức là vì chẳng phải kia lãnh thọ sự nhiễm ô của duyên hiện tại, tức trụ hai giải thoát sai biệt, nên biết tức là vì sáu sự tịch tĩnh. Do đầy thức tịch tĩnh lặng yên bình đẳng, chẳng phải do sở y của kia bình đẳng. Vào lúc nhập định không do gia hạnh khiến nhập tịch tĩnh, lúc xuất định không do gia hạnh khiến xuất tịch tĩnh, chỉ do thứ tự mà xuất. Lúc tại định thì do ba hành không hành được tịch tĩnh, lại có ba thời xuất tâm tịch tĩnh được gọi là xa. Một, ở chốn an làm nhã cùng đồng phạm hạnh cộng tướng tạp trụ. Hai, ở nơi thôn xóm cùng những người tại gia cộng tướng tạp trụ. Ba, ở nơi hai xứ kia hành tướng hiện hành. Lại có ba thời xuất tâm tịch tĩnh được gọi là gần. Một, vì ở thắng định hữu sắc thế gian mà xuất. Hai, vì ở thắng định vô sắc thế gian mà xuất. Ba, vì ở hữu tâm định xuất thế gian mà xuất. Lại các định đây chẳng phải duy trì diệt định, xuất rồi mới đắc, trước cũng đã đắc, nay hiện tiền khởi. Trong đây hai xuất thắng định đầu do thứ lớp định nên chuyển truyền thành tựu thanh tịnh thắng định. Một xuất thắng định sau cùng không do thứ lớp định nhưng do thông đạt vô tướng giới nên chuyển truyền thành tựu thắng định thanh tịnh. Lại hữu tướng định là do tác ý hữu tướng nhập trụ xuất định. Nếu vô tướng định là do tác ý vô tướng nhập định trụ định và do tác ý hữu tướng nên biết xuất định. Lại nữa, nay sẽ giải thích kinh pháp nhân duyên, đó là ở trong A Tỳ Đạt Ma và A Tỳ Tỳ Nại Gia, bí xô hoặc cận sự nam thiện xảo, muốn đường thông rõ mà thỉnh hỏi, phải nương tám tướng mà phát khởi sự thỉnh hỏi. Những gì là tám tướng? Một, thông rõ sự. Hai, thông rõ sở trị. Ba, thông rõ quả. Bốn, thông rõ tự tánh. Năm, thông rõ quả sai biệt. Sáu, thông rõ sở y. Bảy, thông rõ công đức. Tám, thông rõ chứng đắc. Thông rõ sự, vì khéo hiểu rõ năng thủ uẩn. Thông rõ sở trị, hiểu rõ ái tạp nhiễm và kiến tạp nhiễm, do ái tạp nhiễm nên không sanh hần lạc đối với hậu hữu diệt. Do kiến tạp nhiễm nên tuy sanh hần lạc mà chẳng thể chứng đắc. Thông rõ quả, hiểu rõ hai chủng tạp nhiễm trên vĩnh viễn đoạn. Thông rõ tự tánh, hiểu rõ tám thánh đạo tri, đầy lại tuyên thuyết chủng chủng sai biệt. Vì đối trị các tà đạo của ngoại đạo nên được gọi là tám thánh đạo tri. Vì đối trị ba chục tạp. Vì đối trị ba chủng tạp nhiễm nên kiến lập ba uẩn, đó là đối trị ác hành tạp nhiễm, đối trị các dục tạp nhiễm và đối trị các kiến tạp nhiễm. Đây là xuất thế gian nhiếp lấy hữu vi. Thông rõ quả sai biệt, hiểu rõ các đoạn diệt là xuất thế gian nhiếp thuộc vô vi. Thông rõ sở y, hiểu rõ tam ma địa nên biết đây lại có bốn chủng. Một, do chủng tánh, đó là sở hữu định, tất cả đều do chủng tánh tịnh lự, tùy chỗ tuyên thuyết các trì tịnh lự đều năng hiểu rõ. Hai, do tướng. Ba, do tướng sở duyên sanh. Bốn, do tướng nhân duyên thành tựu. Thông rõ công đức, an trụ diệt tận định bậc nhất gọi là hiểu rõ công đức, nên biết tướng đây lại có năm chủng. Một, vì sự diệt. Hai, vì ảnh tượng tương tợ tịch tĩnh. Ba, vì nhân duyên nhập định. Bốn, vì nhân duyên xuất định. Năm, vì công đức xuất định. Thông rõ chứng đắc, hiểu rõ ở nơi năm thủ uẩn, dùng tám chủng tướng quan sát các thọ. Một, quan sát tự tánh. Hai, quan sát nhân duyên hiện pháp chuyển. Ba, quan sát nhân duyên hiện pháp chuyển diệt. Bốn, quan sát nhân duyên đường lai chuyển. Năm, quan sát nhân duyên hai kia chuyển diệt. Sáu, quan sát nhân duyên chuyển nhân duyên. Bảy, quan sát nhân duyên hoàn lại nhân duyên. Tám, quan sát trở lại. Trong đấy đối trị đồng hành là, đó là ở tịnh tự căn bản tối thắng. Đối trị đồng hành khổ, đó là đắc phần cận đồng hành xuất ly dục. Đối trị đồng hành không khổ không lạc, đó là ở tịnh lự căn bản. Vì muốn hiển thị nhân duyên chuyển diệt, tức là nương các thọ, để thuyết sở hữu thọ, phải đều là khổ.
Vì ba thọ kia trong phạm vi đệ nhất nghĩa đều là khổ, nói đối lẫn nhau, tức là do có đây nên thi thiết đối với kia, đây gọi là đối lẫn nhau. Trong đây các thọ chuyển chuyển đối lẫn nhau, vì tất cả kia nhiếp thuộc khổ, lại do có đệ nhất nghĩa khổ đây, mà thi thiết có vô trí, do có đây nên thi thiết có tuệ xuất thế để đối trị kia. Do có đây nên thi thiết quả niết bàn tịch diệt kia, cho nên các pháp kia kia nói hết cùng các pháp kia đối lẫn nhau. Lại nữa, này sẽ giải thích kinh thủy miền. Đó là các bí sô vì muốn đoạn trừ các tùy phiền não nên siêng tu tập nội tâm hành samatha tịch tĩnh, có năm chủng tướng đối trị: một, xa lìa tướng ám; hai, ở nơi năng thuận theo pháp cử khiến hoan hỷ, phát khởi ra hạnh đạo lý cử chân chánh; ba, tổn hại các kiến; bốn, dụng công các kiến; năm, nương tựa công dụng của các kiến. Do đây tùy phiền não kia mới được đoạn diệt. Tùy phiền não đã đoạn diệt rồi lại có năm chủng nhậm trì pháp định. Những gì là năm? Một, ở nơi các sự viễn ly, nơi chốn viễn ly thuận theo ngôn thuyết định; hai, đối với các vật nuôi thân, tâm thuận theo không nhiễm ô; ba, thành tựu việc thuận theo ngôn thuyết mỹ diệu dạy trao dạy dân, từ chỗ bậc có trí đồng phạm hạnh; bốn, ở nơi các đẳng trì thế gian xa lìa ái vị; năm, như lý tác ý hành vô lậu. Lại nữa, các bí sô siêng tu tập tăng thượng tâm học do ba nhân duyên, phải trừ khiển tầm tư nhiễm ô hiện hành: một, vì sở duyên xa lìa; hai, vì tự tánh yểm hoạn; ba, vì tự tánh xa lìa. Do ba nhân duyên tự tánh xa lìa: một, người có lực căn đối trị mãnh lợi năng xa lìa ngay; hai, người không có lực căn đối trị bậc trung năng dần dần xa lìa tướng thô; ba, người không có lực căn đối trị bậc hạ liệt thấy sâu quá hoạn đối với các nhân duyên tầm tư tiền của vật thực. Lại nữa, các bí sô có 6 điều thuận với xuất ly giới, tu tập trì tàm mà địa. Đó là các bí sô ở tịnh thất không nhàn siêng tu quán hành. Nên biết có ba chủng bồ đạc giả la thì có ba tàm mà địa. Một, người siêng tu tập tăng thượng tâm đối với bốn hữu tình là oán hạnh, ác hạnh, tịnh hạnh và ân hạnh, có định duyên chúng sanh. Hai, người siêng tu tập hướng đến cứu cánh, có định duyên pháp. Ba, người siêng tu tập hiện quán đế, có định duyên pháp. Lại nữa, do ba chủng tánh rộng lớn đại tàm mà địa năng khiến nhanh chóng thông đạt chân như, đã thông đạt rồi năng tận các lậu: một, do tánh sở duyên rộng lớn; hai, do tánh tinh cần rộng lớn; ba, do tánh phương tiện nhiếp lấy tác ý rộng lớn. Lại có hai xa lìa năng khiến nhanh chóng thông đạt chân như: một, ở hành xứ xa lìa huyền não; hai, ở hành trụ xứ xa lìa tầm tư ác.